Ngay xin kính chào tất cả các khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà rẻ nhất gần với bến xe Yên Nghĩa nhất. Từ vị trí ngôi nhà này cách với bến xe Yên Nghĩa 800m, cách với lại tàu điện trên cao cũng chỉ như thế thôi. Và ưu điểm thì là ngõ nông, đường rộng, thoáng. Ngõ trước nhà được 2m, cách với 50m là ra tới trục đường Quang Trung, trục đường quốc lộ 6. Và cách 800m là ra tới vị trí bến xe Yên Nghĩa, thuận tiện cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm theo trục đường của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Và với ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn. Ở cái cụm này thì trước Ngọc Ánh đã quay rồi, nhưng bây giờ chỉ còn một căn duy nhất, cho nên em quay và gửi tới cho quý vị với diện tích là 32m², thiết kế và xây dựng 3 tầng, giá chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút thôi. Và với cái thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Với thiết kế cửa chính của ngôi nhà 2 lớp, bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ngoài phần ngăn cách giữa phần cửa chính ở đây thì là có một cửa sổ phụ nữa nha mọi người. Mặt tiền tương đối là rộng, thiết kế của ngôi nhà vừa hoàn thiện xong. Mời quý vị theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà, với phần tầng 1 hoàn thiện cơ bản là xong hết rồi. Đây là xe hàng xóm đang để nhờ ở trong nhà mọi người ạ. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị xong hết chỉn chu. Theo đúng như hiện trạng thì chỉ còn dọn dẹp một chút nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với cái ngôi nhà này thì quý vị có thể vay được tầm tỷ 2, tỷ 3 tiền ngân hàng mọi người nhé. Còn lại thì mọi người chuẩn bị tiền mặt cho em, và tại thời điểm này thì lãi suất vay nhà, mua nhà rất là rẻ mọi người ạ. Đó, hoàn thiện xong hết hồ sơ điện, hồ sơ nước, lắp đặt xong xuôi. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Hướng nhà là hướng Đông Nam quý vị nha. Và hướng Đông Nam thì rất là mát, cũng chỉ còn duy nhất một căn để cho quý vị lựa chọn. Tủ bếp thiết kế gọn, nhẹ, nhỏ nhắn, hợp lý. Nói chung phù hợp với một hộ gia đình mà hai vợ chồng, hai đứa con thì ở rất là ok. Điện, nước xong hết rồi. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Nói chung với cái vị trí này và giá tiền thì nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Vị trí thì em đã chia sẻ với mọi người rồi, giao thông đi lại thuận tiện. Nếu từ vị trí này mà quý vị có thể đi xe ra tới bến xe Nghĩa gửi và đi tàu điện trên ga cao Cát Linh đi làm theo cái cung đường đấy thì rất là ok, rất là thuận tiện. Ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính ở đây có một vách CNC cho quý vị. Đây. Đó, ngăn cái phần cầu thang, phần cửa chính. Nói chung với cái diện tích 30m nó không phải quá lớn, nhưng mà chủ đầu tư cố gắng thiết kế làm sao cho nó hài hòa với cái công năng sử dụng thôi mọi người ạ. Còn nếu như để tuyệt đối thì mỗi người mỗi ý, bao giờ cũng phải 50-100m thì nó mới là rộng. Nhưng mà ở Hà Nội thì 30m đủ để làm sổ đỏ, đủ để có thể xây dựng thiết kế lên một ngôi nhà 2-3 tầng, 3-4-5 tầng, 3 phòng ngủ cho quý vị. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị, ở phần cầu thang có ô cửa sổ để lấy ánh sáng, cũng như ở phần tầng 2 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ master, phòng ngủ và phòng vệ sinh ở phía bên trong, ban công mở rất là rộng thoáng hướng ra phía bên ngoài. Hướng nhà Đông Nam này thì cực kỳ là mát mọi người nha. Đây, ban công mở hướng ra phía bên ngoài, tương đối là rộng thoáng. Còn duy nhất một căn này ở ngoài đang quay thôi, bán nhà theo hiện trạng quý vị nha. Đây, phần phòng ngủ của ngôi nhà thiết kế xong hết chỉn chu cho quý vị. Phòng ngủ tương đối là rộng thoáng, thiết kế sàn gỗ, trần thạch cao. Cửa thì thiết kế là cửa ở đây là cửa gỗ mọi người nha. Đó, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết rồi. Phòng ngủ và vệ sinh ở phía bên trong đây. Với phòng vệ sinh này thì đáp ứng công năng sử dụng đầy đủ cho quý vị. Phòng vệ sinh đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen tắm, thiết bị vệ sinh lắp đặt đầy đủ, gạch lát ốp lát lên tới tận trần rất là sạch sẽ. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Nói chung có sao thì em review cho quý vị chuẩn chỉnh là y như vậy. Nó phù hợp với lại quý vị mà cảm nhận là quý vị xem cái ngôi nhà này, thấy cái giá bán cũng như là cái vị trí và cái công năng của ngôi nhà phù hợp thì liên hệ ngay với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh để đi xem nhà thực tế và mua được căn nhà ưng ý nhé. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế cho quý vị một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế toàn bộ là gỗ. Trên tầng 3 tiếp theo thiết kế cho quý vị một khu vực ở đây là để máy giặt và sân phơi. Đó,
tích hợp đầy đủ cho quý vị. Và ở đây thiết kế thêm một phòng ngủ nữa. Như vậy với ngôi nhà này 3 tầng, thiết kế 2 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Trên phía tầng 3 đây là có cả phòng vệ sinh ở phía bên trong đây thưa quý vị. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho bên trong. Này. Nói chung đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng tầng 1, tầng 2, tầng 3. Nói chung nhà em quay đã chia sẻ rất nhiều với quý vị rồi. Review chuẩn chỉnh đường, hướng, vị trí và cái khoảng cách quãng đường như thế nào thì mọi người đến xem nhà là y như vậy. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể được tư vấn và đi xem nhà, chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.